Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Huỳnh và Nghe. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một clip về chia sẻ cách cột dây header và BE làm sao cho nó mượt nhất và nó chắc chắn nhất nha. Trước thì mình có làm rất là nhiều clip rồi, nhưng mà hôm nay là mình tiếp tục làm lại nha. Tại có rất là nhiều bạn hỏi mình đó. Dụng cụ là hôm nay gồm có quẹt nha cả nhà. Quẹt lúc nào mình phải có quẹt nè. Đấy, tiếp theo là kéo, tiếp theo là cái này mình có thêm bổ sung hay kìm nữa cả nhà, cái này là phụ thôi nha, nếu mà anh em nào có kìm bén thì mình xài thay vì kéo luôn nha, không có kìm cũng được nha. Rồi, đấy, thì bữa trước anh em hay hỏi mình là xài dây be gì đi câu cá lóc, bữa đợt trước mình đi câu Đắk Lắk cả nhà, thì mình sẽ HVX9 nha cả nhà, đấy. Dây này là dây 5 màu đấy, bữa mình chơi dây hình như là 3.0 rồi nha. Đấy, đây rất là mướt rồi nha, quýnh rất là mượt luôn. Đây, dây màu này mỗi màu là 10 mét nha, để mình khi mình ném mình có thể tính được số mét mình ném ra nha, không cần phải đo gì cho mệt hết. Đây, còn dây leader mình hay xài là dây leader fluorocarbon made in Japan của Daiwa nha. Đấy, sản phẩm này mình đều có bán hết nha cả nhà. Rồi, hôm nay bắt đầu mình sẽ cột leader cho cả nhà xem nha. Thì cái mối nối này đẹp ở chỗ là nó sát và nó ít bị to cái dây phần nối cả nha. Còn lại cách nối thì vẫn như những clip trước mình hay làm nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy một đoạn leader, lấy dây be như thế này, quấn vào ngón cái nha cả nhà. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ quấn vào ngón trỏ. Làm sao cho nó căng như thế này là được. Tiếp theo là mình sẽ lấy leader và đan lại cái nha, mình sẽ đan lại. Đây, đan từ bên trái qua bên phải hoặc bên phải qua bên trái đều được nha. Đây, đan bên trái sang phải hoặc phải sang trái. Mình đan cỡ chục vòng là được cả nha, hoặc là cao hơn xí tì cả nha thôi. Nói chung là càng dài càng tốt, nhưng mà khả năng cạ khoen của những cái dài thì nó sẽ nhiều hơn nha. Dài thì nó chắc chắn hơn, nhưng mà nó lại cả khoen nhiều hơn. Đây, tiếp tục mình đan qua đan lại như vậy cả nha. Đấy, sau khi đan mình lấy tay mình giữ lại nha. Đây, chọc đây lại cho nó chắc chắn. Đấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy nha cả nha. À, cái đoạn nối này cỡ 1 cm là vừa nha cả nha, không cần dài quá đâu, 1 cm. Anh em thích làm ngắn hơn cũng được. Đấy, thì những clip trước thì mình cũng làm giới thiệu như thế này rồi cả nha. Đây. Đấy, đây rồi, sau khi đan xong thì bắt đầu mình sẽ chốt là mối nối nha, mình sẽ chốt một vòng thôi. Đây, cách chốt mối nối là cả nhà luồn dây từ dưới lên trên nha. Đó, qua cái dây chính luôn, sau đó mình xỏ xuống dưới một vòng như thế này. Đó, mình kéo lại thì nó sẽ chốt cái dây này lại cả nhà. Đấy, tiếp theo mình cũng làm tương tự như vậy, từ trên xuống dưới. Đây, sau đó luồn, xỏ tay vào đây luồn vào hai vòng. Mình làm như thế này 3 lần nha cả nhà. 2 lần. Tiếp thêm 1 lần nữa nha, 3 lần. Đấy. Sau đó cả nhà sử dụng, nói chung là bất cứ cái gì anh em có thể xài được. Có thể dùng răng hay dùng gì đó mình kéo cho nó siết dây lại nha. Cho nó giãn, nó sẽ hằn vào cái dây leader cả nhà thì nó mới chắc. Đó, xong mình kéo như này xuống tiếp. Đây, để mình dùng răng nha cả nhà. Đó, kéo vô thì nó sẽ khít lại như thế này. Rồi, cái mối nối cuối cùng thì mình cũng làm tương tự như vậy cả nhà, nhưng mà là 3 vòng. 3 vòng nha. Đây, 1 2 3 vòng. Đấy, thêm vòng đi cho chắc. Đấy, sau đó mình sẽ dắt
nó song song với cái mối đối nãy mình vừa làm cả nhà. Đó, cái mối này quan trọng nè, mình sẽ làm lại cho cả nhà nha. Này cũng tương tự như vậy nha cả nhà, nhưng mà cả nhà làm 3 vòng liên tiếp luôn. Đây, đây mình sẽ một vòng từ trên xuống dưới nha. Đấy, xong mình quấn 3 vòng, 3 vòng liên tiếp luôn, 2 3, thêm vòng nữa cho chắc nha, 4 vòng. Sau đó cả nhà sẽ đưa cái dây mà nối này mình song song với cái dây trục nha. Đấy, giữ lại như thế này. Chưa, cả nhà thả này ra. Cả nhà dùng cái vòng này nè, cả nhà quấn ngược lại. Ngược lại vô cái dây trục nha. 1, cho tới khi nào nó ra hết thì thôi cả nhà. 2 3 Đấy, nó ra hết như thế này là được rồi cả nhà. Đó, nó sẽ tuôn ra như thế này nha. Sau đó mình sẽ kéo cái dây song song này ra là nó sẽ thành một mối nối đẹp nha. Đấy, kéo này lại. Nhìn thấy không? Cái mối nối này đi qua dây rất là đẹp nha. Và chắc chắn nữa. Việc của anh em là siết lại thôi. Kéo thiệt căng. À, mình sẽ dùng răng thôi nha, tay không là dễ đứt tay lắm, mình dùng răng nha. Đấy, mình quay clip thì nó hơi lâu nha, nhưng mà làm thực tế bên ngoài thì nhanh lắm. Đây, đây là cái mối nối sau khi hoàn thành, các nhà thấy không? Dây số 3 và leader số 8 nha. Đó, khá là đẹp nha. Giờ mình sẽ cắt cái này đi nha các nhà. Cắt cái đoạn nối đi, dùng kéo nha. Cắt thì anh em dây PE thì anh em cắt sát một tí nha, còn leader thì mình sẽ chừa ra một tí, tại tí mình kéo thêm một lần nữa nó giãn là vừa nha. Dây PE cả nhà cắt sát một tí. Đấy, mình có thể cắt sát một tí nha. Đó, còn leader thì mình chừa lại một tí nha cả nhà. Đó, leader mình sẽ chừa nhiều hơn như thế này. Sau đó mình sẽ chấm nước miếng rồi nha. Nhân câu mà mình có sao nó vậy đó, mình chấm nước miếng, mình nó cho nước miếng nha. Để cho nó có nước rồi nó khỏi bị cháy cái dây bên này á. Nguyệt cả nhà để chế độ nhỏ thôi, vừa thôi, đừng có to quá. Đó, mình hơi cho nó vừa sát lại là ok. Dây này nữa mình sẽ hơi cho nó nhỏ lại nha. Đấy, nó sát rồi luôn. Cái kìm này là mình hay làm như thế này cả nhà. Cái mà leader nó còn thừa ở đây á, mình sẽ bóp một cái cho nó banh càng ra. Đó, mình sẽ kẹp cho nó dày cái bề dày cả nhà. Leader mình khơi lửa nó tròn á, mình sẽ kẹp cho nó cái bề dày nó dày ra. Khi đó mình siết lại thì nó sẽ đẹp hơn nha, nó sẽ bám chắc hơn. Đấy, đây. Sau khi mình kẹp thì nó sẽ dày ra nha. Hơi nhỏ cả nhà khó thấy đúng không? Đấy, khi mình kẹp nó sẽ dày ra thế này. Sau đó cả nhà siết lại thì nó sẽ vừa đẹp luôn nha. Đó, nó sẽ lúng vào trong nữa cả nhà. Đây, nó khít luôn cả nhà ơi. Đây, khi mình siết thì nó khít luôn nè. Đó, đây, đây. Nãy giờ không có nhìn cam rồi nha. Sau khi siết thì nó sẽ khít như thế này. Đây, cái mối nối này đang là nối leader lớn, leader số 8 này nha, VB số 3 nha. Nhìn nó hơi to. Đấy, nhưng mà nó là mối nối mà mượt nhất từ trước bây giờ mình xài. Qua khoen mượt nhất nha, chắc và qua khoen mượt nhất. Còn một số cái mối nối của mình chắc hơn nữa, nhưng mà qua khoen lại không mượt nha. Cái mối nối này là mối nối qua khoen mượt nhất nha. Đấy, rất là đẹp nha. Đây, đây cảm ơn cả nhà nha. Dây đây, đây là mối nối đẹp nhất của mình. Đấy, đây, đi qua khoen rất là mướt rồi nha. Dây BE mình đang xài là dây BE HVX9 nha cả nhà. Đấy, bình thường đánh 2.5 hoặc là 3 chấm.
Cái này là dây bảo hành cho cả nhà trong vòng một tuần đây nha cả nhà. Đấy, dây bảo hành một tuần. Trước đây thì bảo hành một tháng nha, bây giờ dây ok rồi nên mình bảo hành một tuần thôi. Đây, mỗi nối một nít cả nhà. Leader mình có bán luôn cả nhà. Leader một cuộn như thế này tầm 340 nè, 120 mét. Đấy, nhà mua lẻ thì 5.000 một mét thôi. Đây, bao xịn cho cả nhà luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình nha. Anh em nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Đấy, mối nối đẹp nhất, mối khoen mượt nhất nha. Đây nha, màu đẹp luôn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình nha. Anh em nào thấy hay thì cho mình một đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Đấy, mối nối đẹp nhất của mình. Rồi, cảm ơn mọi người nha.